mình ra vườn rau mình thấy có một con bọ ngựa với một con châu chấu nó đang làm gì đó. Ủa, các bạn nó làm gì, nó đưa thấy cây nó không vậy trời? Không giống răng săn mồi, nó săn mồi nó phải co lại, còn này nó đang leo lên đây nè. Leo đó các bạn à, con châu chấu thấy con bọ ngựa nó lùi lại rồi, nó sợ đó. Chú quỷ lên đây nè. Con bọ ngựa sợ con châu chấu hả? Cái con kia mình làm nó bay mất tiêu luôn rồi, giờ nó quay ở đâu mình cũng không biết nó. Mình thấy giống như là nó đang chuẩn bị coi cái càng đó, mình chuẩn bị bụp một cái luôn. Hình như con mượn mượn nó thích hơn đó các bạn. Mình thấy con mượn mượn nó vui, thấy mượn mượn nó bực điên luôn á. Bữa kia hình như là nó ăn con mượn mượn nó no quá rồi đó. Chắc con này á, con kia ăn con nhỏ xíu xíu à. Các bạn ơi, bọn ngựa mà đối mặt với người á là chưa nhanh bằng bọn ngựa đâu. Hình như nhìn thấy đó các bạn ơi, nhìn thấy con châu chấu rồi đó mà sao không ăn. Ý các bạn, nó co càng ở dưới đó, mình thấy nó thấy rồi đó, như nó gần lên tới đó nó bực rồi đó. Nó còn cái càng ở dưới nữa không các bạn? Để con này sẽ ăn nữa bà ơi. Không biết nó ăn không, mình cũng không biết. Không biết nó bắt mồi hay nó bắt con châu chấu không. Mình thấy nó co cái càng ở ngay cái chỗ kia bởi vì à. Cái kích thước của con châu chấu này nó cũng hơi bự á. Con bọ ngựa cũng hơi nhỏ, không biết nó có sợ không. Nó tưởng là con nó đang định ăn con bọ ngựa. Con châu chấu đang ở thế thượng phong, con bọ ngựa đang ở thế hạ phong. Thế hạ phong là gì? Hạ phong là ở bên dưới gió. Con châu chấu là trên gió. Ê, nó đang tiến lên này kìa, con bọ ngựa đang tiến lên gần rồi nè. Nó chắc nó sắp rồi đó, nó sắp. Ô, quá nhanh. Ê, nặng quá. Rớt không, con châu chấu quá trời bự mà. Chắc không rớt đâu. Chụp đầu đó mà. Hồi nãy mình thấy nó ăn rồi luôn á. Bắt đầu nó cắn nè, rồi nhìn nó cắn nè. Nó cắn cái đầu nó, cái miệng nó rất là nhanh. Cắn liên tục luôn. Đúng rồi, không thèm ngừng nghỉ luôn á. Đúng rồi. Nó ăn cắn nhanh lắm. Con châu chấu bự mà. Nó bún nãy giờ cũng không được gì hết luôn á. Không có tác dụng gì hết luôn á. Con châu chấu làm không lại rồi. Con châu chấu bị gãy hai cái chân rồi, hàng gì nó không có nhà, không có nhảy được, nó bò trên không. Rồi, bị cắn vô cái cổ rồi. Cắn vô cái tay rồi, cắn đứt, sắp đứt cái tay rồi. Con bò ngựa này nó mạnh ghê á. Con châu chấu nặng vậy mà nó đứt bu, nó rinh luôn, nó ôm toàn ten luôn. Châu chấu giờ nó cũng sắp sống rồi á. À, cần zoom gần lại nhìn coi. Tay. Nó các bạn thấy nó ăn không? Nó ăn ghê lắm các bạn. Nó cắn ngay cái cổ nè, cái đầu nó
cái đầu nó bé xíu à, cái miệng nó nhỏ xíu à, mà nó ăn nhanh, nó nhai khỏe ghê. Mới đây nó cắn sắp lủng một cái đứt cái đầu của con châu chấu rồi. Ghê chưa? Mà nó kẹp sai sai hướng rồi đó. Các bạn hình như nó kẹp sai hướng đó. Đứt cái đầu rồi. Nếu mà nó đứt đầu ra á, nhưng mà nó thì con đang kẹp cái đùi là cái đùi có khi thì bị đứt đó. Rồi, bị thương rồi, con châu chấu bị thương rồi. Con châu chấu bị con bọ ngựa cắn bị thương rồi. Ở chỗ nào vậy? Đừng có đụng vào người ba, nó rung cái camera Không nhìn thấy. nè, thấy không, nó cắn cho cháu bị thương rồi, chảy nước dịch ra, cắn ngay cổ, cắn ngay chỗ nguyệt, nguyệt quá. Mà nhìn thấy một cái tay bên đây, cái chân, cái tay bên đây là nó kẹp cái đùi nè, cái tay bên kia nó kẹp cái đầu, con châu chấu không nhúc nhích nổi luôn. Nó kẹp đau quá đó, thì nó đẹp kẹp đau quá, nó sợ nên không dám nhúc nhích luôn rồi đó. Mà mình nhìn nhìn thấy hai đùi nó thẳng 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 luôn á. Cố gắng nó tung, nó còn cái đùi bên kia kìa, châu chấu còn cái đùi bên kia kìa, nó nhúc nhích, nó tung 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 kìa, nhưng mà không tung được bởi vì nó bị gãy cái chân rồi, Đúng hai rồi. chân, hai chân hai bên nó bị gãy rồi, nó có tung cũng không tung nổi. Không có còn còn tí xíu à. Nó còn có tí xíu à. Còn có tí xíu đâu có làm được cái gì. Còn tí xíu, còn còn một miếng thôi, còn một miếng chút xíu cái đồ để búng được thôi. Búng nhưng mà nó cũng không có lực nữa. Đúng rồi, búng còn Con có lực. châu chấu nó mạnh nhất là hai cái đùi của nó, mà hai cái chân sau của nó đó, Đúng mà rồi. hai hai chân sau nó bị gãy, Nè các gãy bạn, rồi. nó nằm ở chỗ Bắt đầu này giờ, bây giờ nó ăn tiếp nè, mình coi nó cắn tiếp nè, kiếm chỗ để cái máy là nặng mỏi tay quá, nè. Cầm chưa? không được đâu, mình cầm lúc lắc không nhìn được đâu. Các bạn nó ăn á. Ừ, mình để gần quá cái nó ngưng lại, Thôi. nó lủng một lỗ rồi, nên nó đụng người bà nha, đụng người bà nó rung tay, mỏi tay quá. Các bạn ơi, cho con bọn ngựa ăn châu chấu lủng một lỗ, cổ nó bị lủng một lỗ đó. Vậy châu chấu là bị thương rồi. Này mình không, mình vô tình mình phát hiện ra, cho nên mình lấy máy, lấy điện thoại ra mình quay liền, mình không có chuẩn bị. Chứ nếu như mà lấy cái tripod à, cái chân của cái điện thoại, cái chân á, chân để gắn điện thoại lên thì nó sẽ ổn hơn. Tí nữa mình sẽ up cái video này lên YouTube cho mọi người xem nha, nhưng mà tuy nhiên nó hơi do mình quay bằng tay á, mình không có cái cây chống đó, cho nên nó hơi rung lắc xíu, mọi người thông cảm nha. Ồ, cái con châu chấu bị cắn một lỗ, lủng một lỗ vô đây luôn đó. Thấy cổ ở trong luôn, thấy cái ruột ở trong luôn, thấy cơ quan ở trong luôn, mà con bọ ngựa nó không thả ra, mỏi quá, mỏi quá. Để cái ghế nhỏ ngồi mới được. Đó. Đây. Xui cho có con châu chấu này, nó chui nó bay vô cái vườn lan. Đây là cái vườn lan mình đây. Hơi tối ha. À, có mấy cây à. Hôm bữa bị ốc ma nó ăn trụi luôn, cho nên mình mới làm cái vàng mình treo lên cao nữa đỡ nè, bắt đầu giờ nó mới mới mọc lại. Cái cây gỗ này, cây gỗ này là cái cây để mình định để trồng lan nè. Ở đây có cỏ nè, đây có cỏ cho nên là châu chấu, có châu chấu, xui cho còn cho con châu chấu này gặp phải con bò ngựa. Nó nghỉ rồi, không ăn nữa rồi, nó nghỉ mà nó cũng không thả luôn, nhất quyết không thả. Con châu chấu đang cố gắng dùng vẫy,
Không, chắc mình dừng lại cái video này, tạm dừng chút xíu đi, mà xíu mình coi nó ăn tới đâu mình quay tiếp, chứ để quay lâu quá nó cứ bắt con châu chấu như thế này nó cũng không làm gì hết. Để một chút xíu mình quay cái khúc cuối cho mọi người xem nha. Giờ mình bấm dừng xíu, thấy nó cắn tiếp nè, tính dừng xíu mà thấy nó cắn tiếp nè. Quay cái cảnh nó ăn cho mọi người xem. Cắn sắp lủng cái cổ rồi, châu chấu vẫn còn sống nè, cắn lủng cái cổ mà vẫn còn sống. Hai cái càng của con bọ ngựa này quá khỏe, nó kẹp một cái là con châu chấu không có bay, không đi đâu được luôn. Cái con bọ ngựa này giống như là đang phẫu thuật con châu chấu này, nó cắn lồi cổ trong luôn, lồi cái ống, cái đường ruột luôn. Hiện giờ nó cắn lồi não luôn, ghê quá, khủng khiếp quá, cắn vô con mắt của con châu chấu, xì con mắt ra luôn. Cái mỏ nó nhỏ xíu 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 mà nó khỏe ghê. Mình nhìn thấy là cái cổ, cái đầu con châu chấu này nó bự hơn cái con bọ ngựa này nhiều luôn á các bạn. Nhưng mà con bọ ngựa thì nó dài hơn. Bọ ngựa thì nó cũng có rất nhiều loại, nhiều giống, rất là nhiều màu khác nhau tùy theo nó ở khu vực nào. Đó, đang con giống như con bọ ngựa này á, là nó màu xanh này. Đó, nó sẽ ngụy, nó hay thường ngụy trang ở trên những cái cây lá màu xanh. Châu chấu này cũng vậy luôn, hai con đều màu xanh hết nhưng mà lại leo lên cái cây gỗ màu gỗ gỗ màu cam cam nâu nâu, lên đây là dễ bị phát hiện lắm luôn. Thật ra con bọ ngựa này nó cũng chỉ có hai cái càng của nó là khỏe nhất thôi. Hai càng nó được người ta được ví giống như là hai cái, như là một cái võ sĩ, mà võ sĩ bọ ngựa. Rồi nó phẫu thuật cái đầu nè, nó thích ăn cái đầu, ăn cái đầu trước, lòi ốc ra luôn rồi, con châu chấu hết nhúc nhích luôn rồi. Cắn nghe cụp 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 luôn, cắn nghe rạo rạo rạo, cái miệng nó nhỏ xíu xíu, cắn ghê thiệt. Thấy cái hàm của nó nhọn nhọn, đâu phải con nào mà cái hàm bự nó mới mạnh nữa, mà cái con này bọ ngựa này cái hàm nó nhỏ xíu mà siêu nhọn, nhỏ xíu mà nó cắn ghê thiệt. Cái đầu của con châu chấu là coi như là cái phần mà cứng nhất ở trên cái cơ thể của con châu chấu mà nó cắn nát luôn, rồi cắn cọng rau, rau nó cũng ăn, rau cũng không tha luôn kìa. Rồi cái miệng nó kìa, miệng nó nhai thon thắt luôn, ghê không? Đang lần miếng 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 ý ý con châu chấu này còn sống nè, nó còn nhúc nhích nè, bị vỡ đầu luôn, bị gãy cổ luôn mà vẫn còn nhúc nhích được. Gặp mình là mình chết queo rồi.
Đối với các bạn lý do tại sao mà những cái con giống như con châu chấu như này nó bị hành hạ, bị cắn nát nhừ vậy mà nó vẫn còn nhúc nhích được? Bởi vì sao? Bởi vì động vật nó có động vật, những cái động vật này nó có máu lạnh. Cái máu đó nó không có đông, nó không đông như máu của mình máu của mình để tí xíu là đông mà. Còn nhưng mà những con này cái máu nó không có đông, cho nên nó là dù nó bị cắn nát nhừ vậy á, cái máu nó vẫn còn lưu thông được, nó để nó nuôi những cái cơ quan, những cái cơ á, cho nên là mình nhìn thấy nhúc nhích là những cái cơ đó nó còn sống thôi. Chứ còn con châu chấu này là nó chết chắc rồi. Nó còn nhúc nhích này. Nó ăn cái đầu. Ghê quá. Thấy ghê mà nó ăn ngon lành. Đây, và đây là nãy giờ sau 10 phút mình đã quay lại, mình quay tiếp sau 10 phút nó ăn mất cái đầu luôn của con châu chấu rồi, và nó vẫn còn đang rất là cật lực. Nó ăn chậm lắm, nhưng mà nó ăn liên tục vậy, nó cứ nhai 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 liên tục. Thấy kìa, con bọ ngựa này nếu mà mình bắt nó kẹp, nó cắn mình cũng vậy luôn đó, mình không thả nó là nó sẽ cắn lủng tay luôn á. Hồi nãy tới giờ nó mình đi mình tạm dừng cả 10 phút rồi hơn rồi đó, mà nó ăn mới có một cái đầu à, nó ăn hết con này chắc cả nửa tiếng hơn á, mà không biết nó ăn hết hay không, để mình đợi tí xíu nữa xem như thế nào. Và bây giờ là sau 20 phút. Sau 20 phút con bọ ngựa này vẫn nhiệt tình nhai. À, tính đến bây giờ nó nhai được nửa con châu chấu rồi các bạn ơi. Hồi nãy 15 phút nên nó nhai không hết cái đầu. 20 phút nó nhai tới phần phần cái lưng là 35 phút. Nhưng mà tính ra nó nhai hết con này, hết con châu chấu này chắc phải hơn tiếng đồng hồ. Mà cái bụng nó, giờ cái bụng nó mập mập ra được xíu rồi nè. Đó, hồi nãy nó ấm nhách ấm nhơm luôn. Nó nhai con nguyên con châu chấu bự vô, cái bụng nó bự bự ra xíu. Rồi mình đợi xíu nha, mình để đây chờ nó ăn, rồi bao lâu nữa nó ăn xong, coi nó có chừa, nó ăn nổi hết con châu chấu không hay là nó chừa lại. Cái đầu nhỏ xíu mà nhai ghê thiệt. Hai con mắt nó lồi ra. Giờ lại nhấc bổng con châu chấu này lên luôn rồi. Chắc vót luôn. Nó thích nằm trên cao ha. Còn có một con kiến. Con kiến nó nghe mùi thịt. Nó đi, chắc nó định đi kiếm xem coi con bọ ngựa này có ăn, có rơi vãi miếng thịt nào ra không để nó liếm láp không. Rớt một cái chân xuống rồi. Nó cắn rớt cái chân xuống rồi. Tên tên, chúng ta đã quay trở lại sau 25 phút nữa. Nhưng mà bây giờ con bọ ngựa phát hiện ra con bọ ngựa đã mất tiêu rồi. À, mọi người các bạn có thấy gì không? Nó nhảy vô bức tường rồi. Nó chạy vô đây nó ăn rồi.
Cả nó ăn hết chưa? Ờ, nó ăn còn có một chút xíu xíu à. Sắp hết rồi. Giờ nó đang ăn cái đùi. Đó. Nó ăn cực kỳ lâu. Thôi, có lẽ là nó sẽ ăn hết á. Mà bây giờ cái video cũng khá là dài rồi. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Tạm biệt các bạn.